Xin mang tới cho các anh một cái phiên bản bật lửa Tupong đó, với một cái âm thanh rất là hay. Dòng này thì khỏi phải chê vào đâu rồi. Riêng mấy cái dòng Tupong bên em thì hầu như chiếc nào cũng hay, nhưng mà theo em cảm nhận thì cái âm thanh của chiếc này là phải gọi là hay nhất đấy. Cái đường vân của nó thì là vân này, như các anh thấy nó là vân lốc xoáy, và ở giữa này thì nó được mang cái dòng chữ là Tupong Paris đó, thương hiệu của nó. Mặt sau thì là cái chữ D. Chiếc này thì được mạ vàng 18K toàn thân, một đáy này, một đáy sẽ có pad bản quyền của nó. Nó super, âm rất là hay. Đó. Lửa này. Đánh lửa ngang nhé các anh nhé. Đấy, đánh lửa ngang. Và giá bên em đang bán với giá là 900 nghìn, nhưng mà em quay video này, anh nào lấy thì em sẽ để với cái mức giá tốt hơn là chỉ với 800 nghìn thôi. Đó, anh nào lấy trong video này thì sẽ mua được với cái mức giá là 800 nghìn, được miễn phí ship giao hàng. Và ngoài ra có phần quà đi kèm để tặng các anh chơi Tết là một chai ga, một vỉ đá để các anh chơi. Đó. Âm rất là hay luôn. Và số lượng thì cũng không có nhiều đâu nhé, em chỉ có 6 chiếc thôi. Cho nên là anh nào quan tâm thì hãy để lại số điện thoại nhanh tay nhá.